chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của review sách hay được phát hành độc quyền trên kênh Tulato, túi lan tỏa tri thức góp sức thành công. Trong thời lượng tiếp theo của video ngày hôm nay, hãy cùng với Thu Uyên lan tỏa những câu chuyện đẹp, những cuốn sách hay tới tất cả mọi người. Quý khán giả thân mến, cuộc sống luôn chứa đựng cả niềm vui và nỗi buồn, biết bao sự kiện, biến cố và cả những điều rất bình dị luôn diễn ra. Có những lúc làm cho chúng ta ngập tràn niềm vui và hy vọng, có những lúc lại nặng trĩu những lo âu, thất vọng. Nhưng cho dù cuộc sống có diễn ra như thế nào đi nữa, thì bạn hãy luôn ấp ủ cho mình một hy vọng rằng hãy luôn là chính mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Và đó cũng chính là lời nhắn nhủ của một tựa sách mà kênh Tulato muốn giới thiệu tới các bạn trong số video ngày hôm nay. Tựa sách mang tên Hạt giống tâm hồn và ý nghĩa cuộc sống tập 6. Cuốn sách Hạt giống tâm hồn và ý nghĩa cuộc sống tập 6 này là các bài viết do các tác giả sáng tác, bài dịch cộng tác về chủ đề sống đẹp gồm 46 câu chuyện của nhiều tác giả khác nhau gửi về được Phớt New tổng hợp. Phớt New, Chí Việt hiện là đối tác tin cậy và uy tín của hơn 200 nhà xuất bản và tập đoàn xuất bản trên khắp thế giới, liên kết xuất bản với các nhà xuất bản trong nước, liên kết phát hành với hơn 500 đại lý trong và ngoài nước, cộng tác với hàng trăm cộng tác viên trên nhiều lĩnh vực. Trong các tựa sách Phớt News, Chí Việt đã xuất bản có những quyển sách trở thành hiện tượng trong văn hóa đọc và luôn có mặt ở vị trí đầu bảng danh sách các tựa sách bán chạy nhất Việt Nam như Đắc Nhân Tâm, Hành Trình Về Phương Đông, Quảng Gánh Lo Đi Mà Vui Sống, Hiểu Về Trái Tim, Bí Quyết Học Nhanh Nhớ Lâu, 7 Thói Quen Của Bạn Trẻ Thành Đạt, Đi Tìm Lẽ Sống, 48 câu chuyện nhỏ của các tác giả khác nhau là những câu chuyện ý nghĩa, thông thái, thông qua trải nghiệm thực tế cuộc sống và qua ghi chép gửi đến cho bạn đọc. Tác giả cũng nói thêm, cuộc sống không chỉ là một hành trình tìm kiếm danh vọng tiền bạc, mà nó còn là để cân bằng giữa công việc, gia đình và tận hưởng những giá trị tinh thần và niềm vui đích thực của cuộc sống. Hay câu chuyện ý nghĩa, lời động viên chân thành mà tác giả Gia Văn đã gửi về như sau. Đó là câu chuyện làm nghề và về người truyền động lực cho họa sĩ tranh biếm họa Gilbert. Câu chuyện về hai lá thư khích lệ của Jack Cassady, người dẫn chương trình truyền hình Funny Business trên đài PBS năm 1986 gửi cho họa sĩ Gilbert. Trong đó kể rằng, Gilbert ôm mộng trở thành họa sĩ tranh biếm họa nhưng chưa biết làm thế nào để thực hiện ước mơ của bản thân nên đã viết thư cho người dẫn chương trình họa sĩ tranh biếm họa Jack Cassady. Xin anh lời khuyên để làm thế nào đi theo ngành này. Và bất ngờ đầu tiên, vài tuần sau đó, Gilbert nhận được một lá thư tay của Jack. Trong đó anh giải thích tất cả ngọn ngành về tài liệu tham khảo và quy trình thực hiện. Đồng thời, Jack cũng khích lệ Gilbert gửi các tác phẩm của mình đến nhiều tờ báo khác nhau và cũng đừng nản chí nếu bị từ chối. Nhưng sau đó, Gilbert đã bị tờ The New York từ chối nên nản chí và từ bỏ ước mơ. Nhưng điều không ngờ rằng, thời gian sau đó, Jack lại gửi cho Gilbert một lá thư tay tiếp tục khích lệ tinh thần anh, dù Jack chưa từng nhận được lời cảm ơn nào từ Gilbert. Vì thế, vực dậy tinh thần của anh. Cho nên, đã có họa sĩ tranh biếm họa nổi tiếng Gilbert. Câu chuyện cho chúng ta một bài học quý giá. Có những món quà ta nhận được là để tiếp tục trao đi cho những người khác, chứ không phải là để đáp lại người đã tặng. Chúng ta đều biết rằng, một lời động viên chân thành sẽ đem lại rất nhiều điều có ý nghĩa cho người khác và người thân, bạn bè. Mỗi hành động như vậy đều tạo nên tình người âm thầm lan xa vô tận. Đúng như William Jean Benet từng nói, có những món quà được trao đi để được tiếp tục trao cho người khác. Hay câu chuyện dạy chúng ta về bài học đạo đức và cách làm người mang tên Hai Loại Người Khác Nhau. Câu chuyện về một gia đình 5 người, bố mẹ và 3 người con, trong đó có người con trai lớn chừng 10 tuổi. Sẽ chẳng có gì để nói cho đến khi ông bố dạy cậu con trai về bài học quý giá trong cách hành xử. Ông bố yêu cầu con trai đẩy xe đẩy của siêu thị vào đúng chỗ xếp cho gọn gàng.
nhưng cậu con trai không chịu và phân bua những người đi cùng siêu thị đang để xe đẩy ngổn ngang. Và ông bố đã dạy cho cậu bằng một bài học quý giá như thế này. Trên thế giới có hai loại người. Một là loại người vô trách nhiệm, luôn luôn để mọi thứ lung tung, bừa bãi, bất chấp những nguyên tắc, nội quy. Còn loại người thứ hai thì có trách nhiệm, bởi họ đã được học những quy tắc và phép ứng xử cơ bản. Đừng bao giờ quên điều ấy, con trai ạ. Còn bây giờ, bố nghĩ là con đã biết mình nên làm gì nếu con muốn được người khác tôn trọng. Đúng như Frank Lane từng nói, trách nhiệm chính là thứ mà con người đôi lúc cảm thấy bị ràng buộc nhất. Tuy nhiên, đó cũng chính là yếu tố cơ bản cần phải có để xây dựng và phát triển nhân cách của mỗi con người. Cuối cùng thì một câu chuyện để lại cho Thu Uyên nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Đó là câu chuyện của tác giả Linh Quyên, mang tên Khi Con Lớn Lên. Trong đó, tác giả có viết một câu dẫn mở đầu khá là hay như thế này. Khi lớn lên, con biết được cuộc sống là một chuỗi những thay đổi nối tiếp nhau. Câu chuyện được viết vào thời điểm tác giả còn đang là một cô sinh viên. Đó là khoảng thời gian với nhiều trải nghiệm mới lạ, tự nếm trải đủ mọi dư vị của cuộc đời này. Và câu chuyện này cũng đã lay động trái tim độc giả Như Uyên, khiến mình hồi tưởng lại những ngày mới vào đại học của mình. Có những thời điểm hết tiền cả tuần ăn cơm rau, những ngày dài đằng đẵng lê dép trên các giảng đường mà vẫn không hiểu thầy đang giảng bài nào. Những ngày làm thêm từ 9 giờ sáng đến 11 giờ khuya mới về đến nhà. Là những lần gặp sự cố trên đường nhưng không nhờ được ai giúp đỡ. Đó quả là một quãng hồi ức đẹp. Vui có mà buồn thì cũng có, mà Thu Uyên không thể nào quên được. Cuối cùng, mình muốn dành lời nhắn nhủ ở đầu cuốn sách của Phất Niu để gửi tới các bạn. Thân tặng tất cả những người thân của chúng tôi và những người đang trăn trở, vượt qua những khó khăn, thử thách, tinh thần và đang ấp ủ niềm tin trong cuộc sống để đạt được ước mơ của mình. Cuốn sách này giống như một liều thuốc bổ, trị liệu những tâm hồn đầy gai góc và vết xước, để từ đó thêm yêu cuộc sống, giữ vững ước mơ và tinh thần vượt qua thử thách. Cuốn sách Hạt Giống Tâm Hồn và Ý Nghĩa Cuộc Sống tập 6 là những câu chuyện ý nghĩa, sống đẹp và lắng đọng mà nhiều tác giả đã gửi về để Phát Lưu tổng hợp và gửi đến quý độc giả. Đó là những câu chuyện rất chân thực, đời thường, nhưng lại chứa đựng những giá trị nhân văn, những giá trị đạo đức và những bài học làm người rất sâu sắc. Plato hy vọng cuốn sách này sẽ thật sự bổ ích và hỗ trợ hiệu quả cho công việc của bạn. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like và subscribe để có thể đón xem những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Plato. Xin chào và hẹn gặp lại!